Vườn quá chật thì ông anh, ông ấy muốn bán một đôi long xanh Nam Điền này, long cổ. Quay chật cây này, cây thuần chậu lâu lắm này bạn, chật quá. Đấy. Cây cao 1,5 m, 8 m8, vành thân thì 70, không còn chỗ để. Dăm mà sướng lắm, dày các bạn. Dăm này, nhìn những dăm này. Thần giả lắm, để các bạn nhìn này. Dẻo. Trước nhiều tiền lắm đi. Thần giả thật. Cao 1,5 m. Quả thì đẹp rồi. Tán đẹp lắm rồi. Cây mấy chục năm trên chậu này. Dạ, cục rồi, bắt đầu nó lu rồi này. Dẻo. Này chỉ mua về thay đồ chậu khác chỉ chơi thôi. Đây. Cây thứ hai nhé, hai cây như một. Cần vẽ đẹp. Các bạn trồng hạt quả này. Hai cây đôi long, long cổ, hay Nam Điền. Dạ. Hai cây như đúc này. Các bạn trồng thời gian này, quả này, lá đẹp với lá nhỏ xíu này, này cắt này. Này về thay đôi chậu khác nữa này. Chân vào nữa đẹp, chậu là chậu đẹp, dày quá anh bán này. Đều cao 1,5 m nhé, 8 m8, và phúc cũng to đều dạng lắm. Lá mịn lắm nhỉ bạn, nhục già. Chia sẻ nhá, nào chặt quá. Rồi. Chung là đều già, cây hoàn thiện rồi. Vành cao khoảng 1,5 m, tán thì 1,8 m, tay bay tán. Vành thân là 70. Hai cây giống hệt nhau. Để cái cách. Rồi. Ok.